Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con hỏi về sám hối và bên Thiên Chúa giáo có rửa tội và xưng tội. Khái niệm sám hối khác hoàn toàn với xưng tội và rửa tội. Sám hối trong Phật giáo đó là một từ ghép bởi hai từ sám và hối. Hối đó là ăn năn, hối hận, rai rứt trên nền tảng nhận diện rõ các hành động hoặc vô tình hay cố ý của mình trong quá khứ gây thương tổn hạnh phúc, mất mát, danh dự và nhiều tổn thất khác cho con người, xã hội ở phạm vi hoặc vừa hoặc nhẹ hoặc là nặng. Thái độ rai rứt ăn năn này đó làm cho chúng ta cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sám á, viết tắt của sám ma, tức là mình nỗ lực dựa vào một nghi thức mà trong đó đó nội dung của nó mô tả về nguyên nhân gây tội, bản chất của tội lỗi, các hậu quả nếu tội lỗi này không được rửa sạch bằng sự chuyển nghiệp, làm cho tâm của chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng là mình có lỗi và phải nỗ lực để vượt qua lỗi bằng sự gieo trồng các hành động thiện đối lập. Từ ngữ nghĩa đó, Phật giáo Trung Quốc rất sáng tạo trong việc lập ra rất nhiều nghi thức sám pháp. Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Dạng Phật và Tam Thiên Phật. Không có nước Phật giáo nào phong phú về văn học sám pháp như Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà thầy cũng cảnh báo với các bạn trẻ và các Phật tử nói chung, không nên lạm dụng việc thọ trì đọc tụng quá nhiều các nghi thức sám pháp, vì nó dẫn đến tình trạng bị quá đô. Vì mục đích đó là làm cho kẻ xấu đó hối hận và cam kết thay đổi. Cho nên đó, cái ngôn ngữ được mô tả trong các văn học này nó rất là tha thiết, thống hối, rai rứt. Và do đó đó, khi sử dụng quá nhiều lần sẽ làm cho người ta sợ đến độ không dám làm việc hết. Cái gì cũng là tội hết. Nó giống như dưới cặp mắt của pastor đó, ở đâu cũng có vi trùng. Dưới cặp mắt của những nhà tình báo, ở đâu cũng có rủi ro tội phạm. Người nào cũng có rủi ro phạm pháp. Cho nên đó, chỉ cần có một hăm dọa khủng bố bằng nhắn tin hoặc là bằng thơ, nếu chúng ta là người thường, chúng ta xem đó là chuyện bình thường à. Về ngành an ninh đó, và tội phạm học đó, người ta phải chuẩn bị tất cả những thứ để ngăn cản việc đó không được xảy ra. Nó có thật hay không chú cần biết. Công việc của an ninh là phải ngăn chặn nó bằng việc tăng cường an ninh. Do vậy ai tạo tội nhiều, bao gồm tội giết người và các loài động vật, tội ngoại tình, tội lừa dối, rồi tội ma túy, rượu bia, vân vân, hay là dướng kẹp vào các loại tội thuộc tội hình sự, thì cần phải sử dụng các nghi thức sám pháp này để khai mở tâm trí về luật nhân quả, thử phạt. Từ đó chúng ta chẳng những không tái phạm mà còn làm các nghiệp tốt hơn để thay thế và triệt tiêu các nghiệp cũ.
Ví dụ như trước đây chưa là Phật tử, vì cái nghèo, vì bị xúi dục, bạn nào đó đó dùng bàn tay này đó để móc túi giật đồ. Nếu cái trị giá của vật cấp giật đó đó là 5 triệu đồng vào thời điểm mình thực hiện, mà bây giờ đó 5 triệu đồng nó lại tương đương thành là 10 triệu đồng do tiền Việt Nam mất giá. Thì để chuyển nghiệp đó, các bạn phải dùng bàn tay này bố thí cúng dường bằng giá trị 10 triệu đồng. Thì sự triệt tiêu của nghiệp trộm cướp và cái nghiệp bố thí cúng dường này đó sẽ trở lại trạng thái là bằng zero. Thì nghiệp đó hoàn toàn hết. Còn nếu như cái trị giá mà các bạn ăn cắp là 10 triệu mà bây giờ các bạn bố thí cúng dường mới có 8 triệu rưỡi thì các bạn vẫn thiếu nợ nhân quả 1 triệu rưỡi. Sòng phẳng lắm. Nhưng mà nếu chỉ nói triết lý như thầy phân tích đó, thì có bao nhiêu người ta hiểu được, ta kiên nhẫn ngồi để lắng nghe. Cho nên phải làm các nghi thức sám pháp, rồi bài lễ đàn có Phật Bồ Tát, rồi mỗi danh hiệu Phật Bồ Tát thì lại bọc lại để cam kết thay đổi nghiệp, rồi pha trộn một phần nghi thức tôn giáo vào để nó tạo tính thiêng liêng, tính thôi thúc về nhu cầu thay đổi và chuyển nghiệp. Công giáo được Chúa Giêsu Kitô lập có gốc rễ từ Do Thái giáo tại Israel. Từ Công giáo tách ra Tin Lành giáo ở Đức, Anh giáo ở Anh và Chánh thống giáo ở Nga. Và đồng thời đó, từ Công giáo tách ra Hồi giáo. Cái lịch sử tách ra của các tôn giáo này rất phức tạp và có nhiều cuộc thánh chiến kéo theo cái chết của vài chục ngàn người. Các tôn giáo đó, đó đều có gốc rễ từ ông Abraham trong cụ ước của Do Thái giáo. Thì những tôn giáo này đó đều có khái niệm chuộc tội và Chúa là người sẽ chịu tội thế cho chúng ta để chuộc lại tội lỗi do con người tạo ra từ thời điểm ở vườn địa đàng, tức là lúc mà quả đất mới được hình thành trong 7 ngày bắt đầu Chúa là nắn tạo ra hình thể con người từ cục đất sét, rồi phà cái sinh khí vào trong cái lỗ mũi của con người đất sét này trở thành người đàn ông, rồi mới bẻ xương sườn của người đàn ông và nắn tạo ra người phụ nữ, rồi việc ăn trái cấm biểu tượng cho việc quan hệ tính dục đã làm cho loài người có mặt. Đó là học thuyết của các tôn giáo kia đó vẫn sử dụng lại học thuyết này, tội tổ tông. Dĩ nhiên về phương diện chân lý là khó chấp nhận được, về khoa học là càng không chấp nhận được. Ở đây chúng ta không có phê phán tôn giáo, mà mình chỉ nói là đánh giá vấn đề đó từ góc độ Phật học và khoa học. Như vậy, từ lúc mới sinh ra, vì là con cháu của Adam và Eva, nhân loại trên quả địa cầu chúng ta đang sống đó, vướng vào cái tội tổ tiên từ vườn địa đàng, cho nên đó, phải có nhu cầu xưng tội để được chuộc tội. Và cái tiến trình đó khi kết thúc đó, sẽ được Chúa cứu chuộc hay là cứu rỗi. Và từ đó người ta mới gắn kết với học thuyết là Chúa chết ở tuổi 33 để cứu toàn bộ các tội lỗi của nhân loại. Đó là học thuyết riêng của Công giáo. Đạo Do Thái hoàn toàn không chấp nhận học thuyết này. Cho nên đó là các giáo sĩ và những nhà hành pháp của Do Thái giáo đã tuyên án tử hình Chúa Giêsu Kitô sau 3 năm ông ấy truyền đạo, mà Do Thái giáo cho rằng đó là
phổ biến dị giáo hay là tà giáo. Việc gắn vào chức năng nghe tội bởi sự xưng tội của một tín đồ đã làm cho linh mục đóng vai trò trung chuyển giữa người phạm tội với Chúa là người tha tội trở nên thiêng liêng. Thực tế nếu các bạn theo dõi các vụ án trong vòng 25 năm trở lại đây cho đến năm 2018 đó, thì rất nhiều giám mục, hồng y, linh mục phạm tội ấu dâm với trẻ em ở phương Tây, mà mỗi năm đó, Vatican phải tốn đến hàng tỷ Mỹ kim để đền bù các cái án phạt có hiệu lực từ các tòa án khắp thế giới. Nếu Chúa Giêsu được xem là có thể tha tội được cho con người đó, thì lẽ ra các vị hồng y, giám mục, linh mục được xem là người của Chúa, làm công việc là bảo hộ cho cái nhà thờ Chúa và các sinh hoạt hướng thiện đó, không phải dướng vào cái tội này chứ. Đăng ký linh mục là nghe người khác xưng tội mà, rồi hứa hẹn cho họ hết tội mà. Nhưng mà các vị linh mục phạm tội vẫn bị ở tù, các giám mục, các hồng y vẫn phải ở tù vì luật gia quả là thế. Thế là tôi không muốn đào sâu vào những vấn đề này vì dễ bị ngộ nhận. Nhưng vì có một bạn trẻ hỏi cái khác biệt như thế nào, thì tôi phân tích rõ hơn, đứng từ góc độ luật pháp, đứng từ luật nhân quả và đứng từ quan điểm Phật học, để chúng ta phân biệt được sự khác nhau giữa thuyết sám hối của Đạo Phật và thuyết xưng tội, rửa tội, chuộc tội và cứu rỗi của các tôn giáo khác. Trong thuyết sám hối của Đạo Phật đó, thì nhận thức tội lỗi đó, nó phải bắt nguồn từ mọi người. Phần lớn chúng ta không biết hết tất cả luật, cho đến lúc nào chúng ta bị câu lưu với tư cách là một bị can hay nghi can, chúng ta mới được phân tích rằng là đây là hành động phạm pháp. Tôi nói ví dụ như cuộc biểu tình bạo loạn ở Ninh Thuận, Phan Rí Cửa, đốt xe bằng bơm xăng, bạo lực gây rối, đó là hành động phạm pháp, phạm tội hình sự. Rất nhiều bạn trẻ tham gia vào các cuộc biểu tình đó hoàn toàn không biết rằng hành động đó là phạm pháp, vì họ có đọc luật hình sự đâu. 90 triệu dân của người Việt Nam, có mấy người trong nhà của họ có luật hình sự và có nhiều bộ luật khác. Luật thì do Quốc hội ban hành, có hiệu lực phần lớn là 6 tháng sau khi được thông qua, có khi được 1 năm, có khi 2-3 năm. Ngay cả các luật sư còn chưa đọc hết toàn bộ các luật của Việt Nam, đừng nói chi là luật toàn thế giới. Luật sư ta chia ra luật hình sự, rồi luật bảo hiểm, rồi luật hôn nhân, vân vân. Tức là mỗi một luật sư ta chuyên về một lĩnh vực luật nào đó. Do đó các mảng luật còn lại họ được quyền không cần cập nhật kiến thức khi các luật này được bổ sung và hiệu chỉnh. Như vậy là khi mà chúng ta được chứng minh rằng là về phương diện luật pháp là hành động đó là một tội lỗi, chúng ta phải ăn năn, nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua. Những ngày dầu sôi lửa bỏng đó thì thầy có chia sẻ trên Facebook của thầy rằng là các bạn và mọi người đó được quyền biểu tình trong Ô Hòa, mặc dù luật biểu tình chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua, bị lùi lại nhiều phiên họp. Nhưng quyền biểu tình đó là được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải biểu tình đúng cách, biểu tình trong thái độ ôn hòa. Còn các hành động bạo lực, bạo động, gây rối, đánh người, đốt xe, phá tài sản công là phạm pháp, tội hình sự rất nặng.
Chúng ta đừng có nhân danh cái quyền tự do biểu tình để chúng ta bạo lực bạo động. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Thì dĩ nhiên là tình huống của Phan Rí Cửa đó là nó có những bối cảnh trước đó. Nhà máy nhiệt điện và vấn đề ô nhiễm môi trường đã làm cho người dân sống bằng ngành biển ở nơi này đó là mệt mỏi. Và họ cũng đã một lần biểu tình lớn vào năm 2014 rồi. Bây giờ chỉ cần có một cái tác động chung về truyền thông thôi thì cái rực lửa về căm phẫn, tức tối, khó chịu làm cho họ đó là bất chấp hết tất cả. Chứ là phân tích về gốc rễ, chúng ta phải hiểu được nó có những nguyên nhân tiềm ẩn trước đó mà chính quyền địa phương nó có thể có những lời hứa hẹn nhưng không giải quyết dứt điểm về những cái tổn thất môi trường do các nhà máy nhiệt điện và sản xuất giấy thép mà phần lớn là nhà đầu tư Trung Quốc gây ra. Cho nên nó khi nghe đó là luật đặc khu 99 năm dành cho Trung Quốc, mặc dù thật hư thì chưa biết như thế nào, người ta bắt đầu dầu sôi lửa bỏng tham gia và mất sự kiểm soát. Thì vậy là khi mình nhận thức một hành vi là phạm pháp đó thì chúng ta phải cảm thấy hối hận, ăn năn để nỗ lực gieo trồng các hành động mới. Và nỗ lực cá nhân theo phương pháp đúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong sám hối của đạo Phật. Bây giờ chia ra hai nhóm: tội và lỗi. Tội nó thuộc về luật hình sự mà mỗi quốc gia mỗi khác. Chẳng hạn như mấy ngày vừa qua, tầm vào khoảng ngày 17-18 tháng 6 2018 đó, thì Quốc hội của Canada thông qua việc cho hưởng thụ cần sa. Và điều đó đổ dầu thêm lửa vào quan hệ cũng như là chiến tranh kinh tế và tài chính với Hoa Kỳ. Như vậy khi điều luật này được thông qua bởi Quốc hội Canada đó, thì những người hưởng thụ cần sa không được xem là phạm tội nữa. Như vậy khái niệm tội về phương diện luật pháp là có giới hạn, mang tính tương đối thôi, nó không phải là một cái quy chuẩn tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng vì luật được đại biểu nhân dân thông qua, tức là các đại biểu quốc hội. Cần thi luật nhân quả thì không có trường hợp bị sai dịch đó. Luật nhân quả rất là chuẩn. Luật pháp có thể sai do những nhà hành pháp lập pháp á, thông qua những điều luật sai, nhưng mà luật nhân quả là vẫn phải nghiêm trị. Dầu luật pháp tha hẳn cái tội đó, luật nhân quả không bao giờ tha, cho đến lúc nào chúng ta chuyển nghiệp đủ để kết thúc các nghiệp xấu đó. Lỗi nó thuộc về quan hệ dân sự. Chúng ta thất lỗi với cha mẹ, người thân, anh chị, con cái, bạn bè, làng xóm, mọi thành phần trong xã hội. Chúng ta phải mạnh dạn xin lỗi để được thứ lỗi. Và mỗi người đó được quyền tha lỗi cho những người có hành động ăn năn, để cho họ và mình nó không bị một cái khoảng cách xã hội. Nhưng không ai được quyền thứ tội ngoại trừ quyền thủ quốc gia theo hiến định. Vào những ngày quốc lễ như là ngày Quốc khánh, ngày độc lập thì quyền thủ quốc gia có nước là nữ hoàng, có nước là vua, có nước là thủ tướng, có nước là tổng thống, có nước là chủ tịch, sẽ ban hành các lệnh ân xá đối với các phạm nhân có những tiến bộ trong thời gian chịu tội ở nhà tù. Chúng ta nên nhớ là dầu được ân xá tội nhưng mà tội của người đó gieo trồng về nhân quả vẫn chưa hết nha. Các bạn nên nhớ điều đó. Chẳng hạn như Dutch, tổng giám đốc trại tù Khmer Đỏ, từ năm 1975 đến 79, 4 năm thôi, giết hàng triệu người. Và tòa án xử Dutch
dưới sự bảo trợ và giám sát của Liên Hợp Quốc á, tuyên án ông 25 năm tù giam vì Campuchia bỏ án tử hình và chung thân. Duch vẫn kháng án, giết trực tiếp và gián tiếp hàng triệu người mà bản án chỉ có 25 năm thôi. Như vậy nếu ông ấy ngồi tù hết 25 năm, ông ấy được xem là hết tội. Ông ấy trở thành một công dân bình thường, được quyền tham gia ứng cử đại biểu quốc hội của Campuchia. Nên luật pháp đó là thế, đó là giới hạn của luật pháp. Nhưng mà cái nghiệp giết hàng triệu người sẽ phải trả các hậu quả về yểu thọ, bệnh tật ở nhiều kiếp sống khác nhau. Cho nên học thuyết sám hối trời Phật đó là một nền tảng hỗ trợ đạo đức, cải thiện đời sống thanh bình cho con người. Còn cái học thuyết rửa tội trên nền tảng xưng tội và được thứ tội đó, không khéo nó sẽ khích lệ người ta phạm tội. Mình có tội lỗi, chỉ cần xưng tội trước một vị linh mục là tội hết, Chúa tha. Chứ cái tình trạng tha thứ bỏ qua đó nó quá dễ dãi đi, cho nên người ta dễ dàng tái phạm tội dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác. Cái rủi ro đó là rất cao. Còn trong đạo Phật đó là dạy chúng ta về sự chuyển nghiệp, mà muốn chuyển nghiệp phải hiểu được cái cấu trúc nhân quả, tiến trình nhân quả. Chuyển nghiệp phải là bù trừ, nó là hai nghiệp có cùng năng lực ngang nhau, đối lập nhau về tính chất, triệt tiêu nhau thì còn lại là zero, thì sự chuyển nghiệp đó thành công. Nếu ai đã lỡ trong thời gian chưa biết đạo Phật phá thai, chẳng hạn như hai lần trong một kiếp người, thì các bạn phải làm sao cứu sống được hai mạng sống đó, thì nghiệp phá thai đó kết thúc. Còn các bạn có tham dự 1 triệu khóa lễ cầu siêu thì cái nghiệp phá thai gì hai lần sự sống đó vẫn còn y nguyên. Các bạn có nằm mơ thấy Phật là phóng hào quang, so đảnh, thọ ký, cứu giúp, hứa hẹn buông hết tội cho mình thì tội đó vẫn còn y nguyên. Thì giữa hai học thuyết thì thầy cho rằng đó, học thuyết chuyển nghiệp được Đức Phật dạy rất là sâu. Mình phải hiểu rõ để nỗ lực làm, còn hơn là được hứa hẹn ảo đang khi cái người nhận lời xưng tội của mình còn bị ở tù, thậm chí là bị tử hình hay là chung thân. Làm sao mà mình hết tội thông qua cái sự rửa tội đó được? Chúng ta phải thiết thực